Xin chào các bạn, mình đến từ công ty Phụ Liệu Hoa Thắng Thủy. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn những sản phẩm cốt bỏ hoa đang có tại công ty mình. Bên team công ty mình đang có hiện nay đang có 11 dòng cốt khác nhau. Thì một trong những dòng cốt đơn giản nhất là cốt bỏ hoa dạng như thế này. Bình thường khi các bạn nhận hàng thì cái cốt sẽ chia làm hai phần như này, và các bạn lúc sau về nhà chỉ cần vặn vào như này là có một chiếc cốt rất là tiện lợi và rất là gọn gàng. Thì chúng ta chỉ cần để xốp lên đây, thì cái này nó được một cái này là thiết kế để vừa 1/3 miếng xốp. Thì các bạn chỉ cần mua một miếng xốp Oxys cắt làm ba là sẽ vừa được cái này, vì nó đã thiết kế chuẩn với cả kích thước đó. Tiếp theo, khi chúng ta để miếng xốp vào, chúng ta chỉ cần cuốn mâm kính vào hai bên này sẽ cố định với miếng xốp. Và thực sự đây là một cái sản phẩm sáng tạo rất là tuyệt vời để khiến cho công việc của các hàng hoa tươi được tiết kiệm thời gian và đơn giản hơn. Tiếp theo thì chúng tôi có một chiếc cốt bỏ tròn ở đây. Thì chiếc cốt này được rất là nhiều các nghệ nhân hay sử dụng, thì nó rất là dễ sử dụng. Đầu tiên là khi chúng ta nhận hàng về, nó sẽ dưới dạng như thế này. Chúng ta chỉ cần cho vào đây. Bình thường thì chúng ta phải làm những cái kẽm rất mất thời gian, mà bây giờ có cốt bỏ tròn như này rồi, chúng ta cần cắm hoa vào theo đúng các cái form hình như này, hay là sử dụng thêm những cái sáng tạo thêm là áp thêm những cái sơ dừa hay là lông chim công xung quanh cái này, thì sẽ có những cái bó hoa rất to và nó trông rất là đẹp, rất chắc chắn, không cần phải là tự làm kẽm nữa. Tiếp theo thì chúng tôi có những cái cốt bó tròn. Ở đây thì chúng ta cũng đơn khi nhận vàng về, chúng ta sẽ nhận hai mảnh như này, chúng ta ghép vào với nhau. Đó, chúng ta ghép vào với nhau rồi chúng ta dán băng dính vào đây cho nó chắc. Chúng ta để viên xốp vào, rồi chúng ta cột lại bằng dây, băng dính đều được. Rất là tiện lợi và nó rất là giữ nước, vì đây là nó bằng nhựa nên nó hoàn toàn chống nước, đủ nước vào cũng không sao. Và khi điểm hay nhất là khi chúng ta để cái này lên trên bàn thì nó sẽ vẫn giữ, nên là bỏ hoa vẫn giữ. Còn đâu cái này thì nó khó giữ một tí, nhưng mà cái này thì nó được rẻ hơn, cái này thì đắt hơn. Rất là ấy, và cái này rất là dễ sử dụng, và nó có ba cỡ: cỡ nhỏ này, cỡ trung này và cỡ to. Ngoài những cái cỡ bó hoa tròn ra thì khi chúng ta bó hoa tròn thì có những cỡ, có những cái cốt bó vát nữa. Đây là một dòng cốt bó vát, bó cái bó hoa vát đó. Thì đây chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta dán băng dính vào và chúng ta để xốp vào trong, cột bằng dây lại, chúng ta cắm hoa vào rất là tiện, và cái này cũng giữ được luôn. Đây cũng là một dòng cốt khác, thì nó có rất là nhiều dòng đó. Cái này cũng là một dòng cốt khác, cũng giống như cái này, thay cái này dùng băng dính, cái này thì cũng thế, cũng cho xốp vào, không ta cột băng dính hoặc là dùng dây đều được, riêng cái này thì vẫn không dây được. Đây cũng là một dòng cốt khác, cốt vát. Thì hai cái này đều là cốt vát, cỡ nó cũng giống nhau, nhưng mà cái này thì đắt hơn một chút. Cái này thì nó rẻ hơn, chất lượng khác nhau vì sử dụng nhựa khác nhau. Đây là cốt vát dạng to, thì như bạn có thể thấy thì cái cốt này nó to hơn hẳn cái này. Cái này để cốt bỏ cái bó hoa vát, dạng vát to hơn. Ngoài ra thì bó vát bó tròn ra thì tại công ty Thắng Thủy chúng tôi cũng cung cấp những sản phẩm cốt bó hình tim. Thì cốt bó hình tim ở đây là gì? Chúng ta có thể bó được cái bó hoa sáp bằng tim khổng lồ, hoặc là những cái bó hoa tươi bằng tim khổng lồ. Chúng ta phải cắt xốp để vừa cái miếng này, chúng ta chia và cắt xốp ra để cho vừa cái này. Ở đây thì chúng ta phải cố định bằng dây, đó, đây có những cái khớp nối bằng dây thì chúng ta có thể dây lại để cho nó giữ ở trên cái cốt này đó. Ngoài ra thì chúng tôi có một dòng khác là dòng chuyên dụng luôn để bó cốt tim. Thì đây là dòng vừa mới ra đó. Khi bạn nhận về, bạn sẽ nhận về ba mảnh như thế này, ta lắp vào nhau cũng như vậy, làm băng dính vào để cho thật chắc. Và ở đây thì chúng ta chỉ cần đặt cái này lên đây thôi, chúng ta đặt cái này lên đây đó, và chúng ta cột băng dính lại là xong, là làm được một bó tim rất là đẹp. Bình thường thì chúng ta để làm cái này chúng ta phải cắt bọc biển hay là chế ra để hình tim, rất mất thời gian. Nhưng mà bây giờ thì với sự sáng tạo của những cái xưởng làm những cái đồ cốt này thì mọi thứ đã tiết kiệm thời gian rất là nhiều, để chúng ta có thêm nhiều thời gian để làm sản phẩm hơn. Những cái sản phẩm 11 loại cốt bó hoa này đang có mặt tại Phụ Liệu Hoa Thắng Thủy. Các bạn hãy truy cập website yfori.com để đặt hàng, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0987501242. Xin cảm ơn và chúc quý khách hàng một ngày tuyệt vời.